Thưa quý vị và các bạn, giữa cái ồn ào náo nhiệt của cuộc sống hiện đại đã có nhiều giá trị bị phai nhạt, bị mai một dần, nhưng ở đâu đó vẫn có những con người âm thầm lưu giữ những món đồ xưa cũ. Thú chơi cổ vật từ lâu đã được xem là một thú chơi tao nhã, người chơi sẽ được lắng lòng trong không gian của những món đồ trường tồn qua năm tháng. Thú chơi cổ vật thì rất kén người chơi, nhưng nếu ai đã đam mê thì cổ vật lại có một sức hút kỳ lạ. Ông Phạm Đức Tuệ ở phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên đã dành 2/3 cuộc đời mình với hơn 40 năm để đi tìm hiểu và sưu tầm những món đồ cổ. Từ món đồ đầu tiên ông mua được hay món đồ ông bị lừa là đồ cổ khi vẫn còn chưa nhiều kinh nghiệm, đến những món đồ được tặng, món đồ ông tâm đắc nhất, mỗi hiện vật đều chứa trong mình một câu chuyện riêng được ông gìn giữ qua năm tháng và trở thành một món ăn tinh thần quan trọng với ông và cả gia đình. Trong chặng đường hơn 40 năm đi tìm cổ vật ấy, ông đã dành trọn vẹn niềm đam mê của mình cho đồ sứ, trong đó ông sở hữu nhiều món đồ quý hiếm và có giá trị. Tôi là thích những cái đồ sứ từ cái nghệ nhân người ta tạo dáng ra, mình đã khâm phục. Thứ hai là những cái họa tiết, những hoa văn, thì là phải nói là những người thợ tài ba, thì người ta mới làm được đấy. Riêng đối với đồ sứ thì riêng đối với cái tác động về cái khí hậu thì nó ít tác động. Thứ hai, trong cái bảo quản của mình là cứ bảo quản trong cái chế độ bình thường, không phải bảo quản cao như những các cái chất liệu khác. Cùng chung niềm đam mê với đồ cổ, nhưng ông Hoàng Văn Toán ở xã Toàn Thắng, huyện Kim Động lại có cách chơi khá phong phú và đa dạng. Hiện ông đang sở hữu chiếc trống đồng Đông Sơn có niên đại hơn 2.000 năm. Chiếc trống đồng còn giữ được khá nguyên vẹn với 7 tầng hoa văn. Ở mặt trống đồng cũng như tang trống và thân trống đều có trang trí họa tiết như mặt trời, ngôi sao, hình chữ S, hình người, chim, thú. Bên cạnh đó, ông cũng sở hữu nhiều cổ vật là gốm sứ Trung Hoa từ thời Minh, Thanh có niên đại từ thế kỷ 15 đến thế kỷ thứ 18. Không chỉ giữ thú vui sưu tầm cổ vật cho riêng mình, ông Toán đã tập hợp những người cùng sở thích và thành lập lên câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam. Chúng tôi đã triệu tập tất cả những cái anh em có niềm đam mê của các huyện trong tỉnh đấy, để dồn vào để thành lập cái hội cổ vật. Câu lạc bộ của chúng tôi ấy là nó được thành lập từ năm 2000 là câu lạc bộ sinh vật cổ vật và cây cảnh Hưng Yên. Sau khi đó đến năm 2005 ấy là chúng tôi là tách cái cây cảnh ra thì còn có là sưu tầm cổ vật tỉnh Hưng Yên. Và sau khi thì có hội UNESCO, người ta có cái nhu cầu để thành lập với câu lạc bộ UNESCO còn Việt Nam đấy, thì chúng ta sát nhập với câu lạc bộ đấy. Thú chơi đồ cổ được biết đến là thú chơi đa phần dành cho người trung và cao tuổi, những người từng trải và muốn tìm lại những nét xưa, những giá trị cổ truyền trong văn hóa. Nhưng ngày nay đã có nhiều người trẻ biết đến và say mê với thú chơi này. Anh Phạm Văn Tiền, sinh năm 1987, ở phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, dù tuổi đời chưa nhiều, nhưng anh đang sở hữu số lượng đồ cổ mà không phải người chơi nào trong giới chơi đồ cổ cũng có được. Hàng ngàn hiện vật từ đồ đồng thời Đông Sơn như trống đồng, các đồ tùy táng, đồ sinh hoạt, đến đồ gốm sứ các thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn hay đồ gốm sứ Trung Hoa đều được anh hết mực trân trọng. Để có được bộ sưu tập phong phú về số lượng, đa dạng về chủng loại là cả một sự dày công tìm tòi, nghiên cứu của chàng trai trẻ ấy. Cái đồ gốm Việt Nam mình không thua kém một tí gì với cả đồ gốm nước ngoài cả. Nó rất là thô sơ thôi nhưng mà rất có hồn. Có một cái gì đấy là tự dưng mình cuốn hút dần. Những đam mê mình tìm hiểu và mình cũng đi học hỏi từ các bậc cha chú đi trước, chỉ bảo và một số thông tin truyền hình đại chúng và mình tra mạng. Và trong một số là mình xem các niên đại và mình cũng mua một số những cái mảnh vỡ về mình nghiên cứu. Niềm đam mê của những người sưu tầm đồ cổ dù được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, quy mô khác nhau, nhưng ở họ có một điểm chung, đó là tinh thần yêu quý những giá trị truyền thống. Đặc biệt, vào dịp Tết, những giá trị truyền thống ấy lại được quan tâm hơn bao giờ hết.
Thưa quý vị và các bạn, thú chơi đồ cổ trong ngày thường thì là khá phong phú và đa dạng cả về chủng loại cũng như chất liệu. Nhưng mà vào dịp Tết thì là những người chơi đồ cổ thường thiên về những cái món đồ thờ, đồ trang trí với những cái giá trị cũng như là sự quý hiếm. Và đặc biệt là những cái món như là đồ hoành phi, câu đối, bát hương, lư đồng, v.v. Ông Đỗ Đắc Mạnh ở xã Đông Kết, huyện Khoái Châu là một người chơi đồ cổ có tiếng ở Hưng Yên từ nhiều năm nay. Bên cạnh những món đồ đồng có niên đại trên 2.000 năm như trống đồng, thạp, thố, bình, lọ, âu, ông còn sở hữu nhiều hoành phi, câu đối, các bức đại tự từ thời Trần, Lê, Nguyễn. Hàng năm cứ vào dịp gần Tết, ngôi nhà của ông lại trở nên nhộn nhịp hơn bởi anh em trong giới cổ vật tìm đến để chia sẻ, tìm hiểu về những món đồ thờ cúng, đồ trang trí. Với niềm say mê cổ vật mãnh liệt mà bộ sưu tập đồ cổ của ông cứ mỗi ngày một nhiều hơn lên. Tôi rất mê cổ vật ở Việt Nam, cho nên là cứ sưu tầm về thì mua được đó, mua được nhưng không thích trao đổi, chỉ thích giữ lại cho sau này các con các cháu nó nhìn lại cái lịch sử của Việt Nam ta. Những người trong giới vẫn nói vui với nhau rằng chơi cổ vật là một nghề chơi cũng lắm công phu, bởi thú chơi ấy ngoài sự say mê, tiền bạc, sự am hiểu thì còn cần một thứ khác, nó vô hình nhưng lại hiện hữu, đó là cái duyên với cổ vật. Ở xã hội mình rất nhiều thú vui, rất nhiều thú chơi. Mình tìm thấy cái thú chơi là gìn giữ cổ vật thì cũng là một nét văn hóa. Thứ nhất là nó gìn giữ được cái phong cách truyền thống của ông cha mình để lại qua từng thời kỳ, nó phát triển. Thế là mình mới cứ đam mê nó cuốn hút vào đấy chơi thôi. Chơi cái này thì mình có mua được một cái đồ mới đấy. Về đấy thì nghiện lắm. Thế là thỉnh thoảng lại nhìn này, cứ mân mê xong bắt đầu xem rồi nhiều lúc quên vợ còn mắng đấy. Nửa đêm rồi, gần 1 giờ đêm rồi sao anh vẫn không đi ngủ ấy mình nữa. Đấy là cái nào cũng thực sự là cũng là cái một cái nghiện. Người xưa có câu quý vật tìm quý nhân, ý nói các món đồ dù có quý hiếm đến đâu đi chăng nữa, chỉ khi ở trong tay của người am hiểu, người biết nâng niu, trân trọng thì vật mới tỏa sáng, mới thể hiện hết chân giá trị của mình. Chính vì thế, để có thể đánh giá đúng tầm vóc của một món cổ vật, đòi hỏi người chơi phải có kiến thức về lịch sử, cảm quan nhạy bén. Chơi cổ vật không đơn thuần là một thú chơi mà chính là quá trình tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của từng thời kỳ, từng dân tộc. Con người có nhiều thứ có thể quên đi, nhưng gốc gác văn hóa, bản quán thì không thể nào quên. Để nhắc nhở con cháu mình và các thế hệ tương lai, những người đam mê cổ vật đã cất công sưu tầm, lưu giữ nhiều món đồ có giá trị và có những người sẵn sàng hiến tặng những món đồ ý nghĩa ấy cho bảo tàng với mong muốn cho đi là còn mãi. Tôi thì muốn bảo tàng của Hưng Yên mình là phong phú thêm để cho con cháu đến thăm bảo tàng thì biết được lịch sử của văn hóa người xưa. Các hiện vật hiến tặng đều là những hiện vật có rất có ý nghĩa đối với việc hình thành và phát triển cũng như là mang đậm văn hóa của truyền thống của người Hưng Yên. Trên cơ sở đó thì những hiện vật đấy sẽ được tổ chức trưng bày, giới thiệu quảng bá đến mọi tầng lớp nhân dân của Hưng Yên cũng như trong tỉnh cũng như là ngoài tỉnh biết được những giá trị lịch sử văn hóa của mảnh đất của con người Hưng Yên. Bảo tàng có rất nhiều hiện vật để triển lãm giới thiệu cho người dân hiểu rõ về cái ý nghĩa lịch sử của tỉnh rồi của đất nước. Không chỉ là một thú chơi, chơi đồ cổ từ lâu đã như một mạch nước ngầm trong dòng chảy văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Và điều quý nhất với người chơi cổ vật chính là chữ tâm và chữ nhẫn trên hành trình khám phá những nét đặc trưng về văn hóa qua các thời kỳ lịch sử, chứ không chỉ là những món đồ mà họ đang sở hữu.